Vâng, xin chào tất cả các em. Nay mình review máy bộ lông Ruby 18V, hàng nhập Mỹ về mới 100%, phơ 261 VN, sản xuất Việt Nam, xuất về Mỹ 3 cấp độ. Máy có thang anh. Pin 4A Mỹ về sạc 120V luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 4,2 triệu nha anh em.